Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 111 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 476, bệnh này ta có thể trị. Được rồi, nam nhân các ngươi uống rượu đi, nữ nhân của chúng ta sẽ không ở trong này tham dự, tiểu nha đầu đi theo ta. Câu cuối cùng có một chút nghiêm khắc. Độc Cô Tiểu Nghệ thấy Quân Mặt Tà đang ở đây cho nên không muốn rời bước. Trước khi đi, lão phu nhân đột nhiên dừng bước, xoay người về hướng Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Địch nói: "Chà, cái chuyện quên chưa có hỏi các ngươi đó. Các ngươi không phải là luôn nói Tôn Tử Quân Chiến Thiên là loại quần là áo lụa bất trị sao, mà có thể bồi dưỡng, gỗ mục không thể điêu khắc, bùn nhão dưới hồ không thể đắp tường, thịt chó không thể làm tiệc được sao? Những cái lời này cũng toàn bộ lời của ông cháu các người nói. Tại sao lão thân hôm nay nhìn lại không phải vậy? Ta xem cái tiểu tử này còn thuận mắt hơn là bảy cái tên đần độn kia đó. Khi mà trở lại, ông cháu các người nhất định phải cho ta một lời giải thích đi." Độc Cô Tung Hoành ngạc nhiên, Độc Cô Vô Địch thì liếu lưỡi lại. "Giải thích cái gì? Ôi trời, chúng ta giải thích thế nào đấy? Cái chuyện Quân Mặt Tà từ mấy tháng trước á, nhanh chóng cường thế quật khởi, chúng ta không cần phải giải thích, ai có thể cho chúng ta lời giải thích đây?" Binh sĩ tốt như vậy, phong cách khí khái, không sợ cường quyền, trái tim kiên trì, người đang tuổi thanh niên sao lại là quần là áo lụa chứ? Chẳng lẽ ông cháu các ngươi chướng có mắt du quân gia, cố ý xuyên tạc sự thật hả? Hay là cố kỹ hoàng thượng nhìn ra sợ hai đại thế gia quân sự thông gia với nhau gây nên nghi kỵ? Lão thần nói cho các ngươi biết, hai người các ngươi chỉ vì kinh sợ suýt chút nữa đã làm chậm trễ chung thân đại sự của tôn nữ bảo bối của ta. Hạnh phúc cả đời cháu gái ta là do quyết định hỷ nộ của các ngươi sao? Lo lắng trước, lo lắng sau, ta xem ông cháu các ngươi tính cả đám lại còn không bằng một mình Quân Mặt Tà người ta. Ta nói cho các ngươi biết, cái chuyện này ta thực sự tức giận, ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu. Ông cháu các ngươi cứ chờ ở đó đi, việc này còn chưa xong đâu. Lão phu nhân gầm lên giận dữ, rốt cuộc cũng thản nhiên bỏ đi. Độc Cô Tung Hoành cùng với Độc Cô Vô Địch, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều có cảm xúc khóc không ra nước mắt. Đại quân nương tử từ từ thối lui, dọc đường cũng như cũ, nghe thanh nằm nghiêm khắc của lão phu nhân không ngừng truyền đến, giống như truyền đạt mệnh lệnh xung phong ở chiến trường vậy. "Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại trong thời gian ngắn nhất, nhất định phải đem cái nha đầu kia dạy dỗ sao có thể đạt được cái tiêu chuẩn như đại phụ, đi theo một đám người các ngươi thành thói quen, thành cái bộ dáng gì không biết nữa. Chật, không còn có chút gì bộ dáng của tiểu thư khuê cát để cho người ta không hài lòng. Nếu nhi tử của các ngươi lấy phải cái người vợ như vậy, các ngươi có đồng ý để cho nàng ta làm chánh phòng sao? Hả? Chuyện này giao cho các ngươi 11 người, nếu mà như không làm được, cả đám lão thần sẽ đuổi ra khỏi nhà luôn." "Nè, Tiểu Nghệ nha đầu, ôi trời ơi, nãy nãy yêu mà, con cà, sao lại cao mày, đến đây cười cái coi cho nãy nãy nhìn đi, chớ có sợ, hết thảy đều có nãy nãy rồi, nãy nãy nhất định sẽ làm chủ cho ngươi mà, mọi sự nãy nãy lo liệu hết." Nghe xong những cái mệnh lệnh của lão phu nhân vừa mới truyền đạt, hơn 10 vị phu nhân còn có phụ tử Độc Cô ở trong đại sảnh tính cả Quân Mặt Tà, đồng thời không có nói gì, cả người nổi lên một cảm giác vô lực. Một bên vừa mới lên tiếng bảo các vị phu nhân làm sao có thể răn dạy cho nó tốt, một bên bào chè bảo vệ cho cháu đến tình trạng bực này. Dạy dỗ như vậy sao có thể được chứ? Ra ngoài đời sao có thành quả đây? Ba đại nam nhân yên lặng đối diện nhìn nhau, sau đó một lúc lâu không có nói gì. Còn Độc Cô Tung Hoành, lão gia tử, dù già nhất, vẫn thể hiện bản lĩnh uy mãnh, dẫn đầu nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng: "Con bà nó chứ, mang rượu, mang thức ăn lên, mọi người chết mẹ nó hết rồi sao vậy, nhanh lên." Độc Cô Du Địch cũng nhảy dựng lên, bất quá chứng kiến cha của hắn đã gào trước, hắn liền ngừng lại không gào nữa, chỉ qua tay múa chân làm mấy cái động tác hùa theo. Không bao lâu, hai cái bàn đã bày ra rượu ngon, sơn hào hải vị.
cái đám người độc cô trùng mang theo Đường Nguyên rốt cuộc trở về đúng lúc. 11 đại nam nhân ngồi chật hai cái bàn luôn, nguyên bản muốn hợp thành một cái bàn, nhưng mà mọi người trừ Quân Mặt Tà ra, hình thể so với người thường đều là nam nhân có hình thể khổng lồ, nhất là mập mạp Đường Nguyên, hắn mà ngồi, một người cơ hồ chiếm của bốn người rồi. Làm cho người ta không nói được lời nào, chính là nếu cưỡng ép ngồi với nhau, như vậy mọi người không thể ăn được. Rượu đã rót đầy, độc cô tung hoành, nâng chén, làm một hơi cạn sạch, lau miệng nói. Cái khác, ta không cần để ý, Quân tiểu tử, người nên hảo hảo mà đối tốt với tôn nữ bảo bối của lão phù. Nếu có nửa điểm sơ suất, lão phù khẳng định không có tha cho ngươi đâu. Những người khác đều sợ Quân Chiến Thiên, cái lão ngốc xuẩn kia, lão phù không có sợ. Quân Mặt Tà cười khổ, hắn xem như đã minh bạch rồi, cho dù tiếp tục có nói những lời dễ nghe, ở chỗ này toàn gia nói bậy thôi, vậy cũng chỉ là những cái từ giống như là khiêu khích vậy, đều mang theo nồng đậm ý tứ uy hiếp, nhất là đại gia tử nhà này, cho tới bây giờ vẫn chưa thể nói chuyện ôn hòa được. Đúng vậy, Quân Mặt Tà, nếu ngươi dám khi dễ nữ nhi của ta, lão tử lột da ngươi luôn. Độc Cô Du Địch bưng chén rượu lên cùng Quân Mặt Tà cạch một cái, ngửa cổ ừng ực một tiếng, một giọt cũng không còn. Mũi phu, mũi phu, đến bây giờ rượu uống được chưa nào? Anh hùng hào kiệt trùng thượng tiền, bưng chén rượu hướng bên này mời mọc, không thể không chuốc cho cái tên tiểu bạch kiểm này sai bò thì mới lạ. Độc Cô Tung Hoành nhìn đám tiểu bối bát nháo một đoàn cũng thở dài có một chút cảm thán nói. Các ngươi cứ uống thả cửa đi, lão phu không cùng uống với các ngươi nữa. Một bữa cơm lão phu cũng chỉ có thể uống được ba chén rượu. À, nhớ quá khứ năm đó, lão phu cũng là nhân vật hào kiệt phong lưu, phóng khoáng, ngàn chén không sai đó. Độc Cô Du Địch vội vàng an ủi. Phụ thân, chớ có quá lo lắng, tổn thương trên lưng ngài quan trọng. Khi mà chúng ta tìm được Long Tuyết Thần Chiêu, có thể kiềm chế vết thương cũ không tái phát. Đến lúc đó, ngài muốn uống bao nhiêu sẽ được uống bấy nhiêu thôi. Tuyết Thần Chiêu, nói dễ tìm như vậy sao? Đây chính là một loại thiên địa linh thú đó. Đến tận bây giờ đã tìm kiếm mười mấy năm rồi, cũng không có một chút tin tức. Nói đùa sao? Bắt được Tuyết Thần Chiêu khó khăn lắm. Chỉ sợ so với chiến thắng cửu cấp quyền thú, lấy quyền đan còn khó khăn hơn nhiều. Độc Cô Tung Hoành có một chút cục hứng. Trên lưng của lão gia tử có thương tổn sao? Là thương tổn gì? Quân Mặt Tà giật mình, tò mò hỏi một câu. Độc Cô Du Địch ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới cái tên này chính là đại thần y chữa trị độc thương của Quân Du Ý, không khỏi có vài phần hy vọng nhìn hắn nói. À, phụ thân của ta xưa ở trên chiến trận bị thương, tổn thương kinh mạch, từ đó về sau chỉ cần uống rượu nhiều một chút sẽ khiến cho ho khan khó thở, từ đó đến nay vẫn không chữa trị được tận gốc. Nếu không, ngươi thử nhìn xem một chút coi. Xem một chút thì xem một chút. Quân Mặt Tà không có một chút khách khí, dùng một tay bắt lấy tay trái Độc Cô Tung Hoành, hai ngón tay áp lên mạch, dẫn khai thiên tạo hóa công trong cơ thể, nhất thời kinh mạch trên cơ thể của Độc Cô Tung Hoành hiện ra trong đầu của hắn, giống như chính mắt hắn nhìn thấy vậy. Cự nhiên, kinh mạch bị phân tán khô héo, chẳng lẽ thế giới này không có biện pháp nào trị liệu của loại bệnh này hay sao? Quân Mặt Tà trầm tư một lúc, sau đó thu tay về nói. Đúng là cái vết thương do trúng tên nhập thể, ngày đó chính là bị thương phế kinh, vốn không tính là quá nghiêm trọng, nhưng mà vì lớn tuổi cộng với thời gian dài không có chữa trị, đã diễn biến thành bệnh nặng. Tin tưởng cho dù chân chính có tìm được Long Tuyết Thần Chiêu ở trong truyền thuyết, cũng chỉ chữa trị cái phần ngọn, không trị được tận gốc. Hả? Nghiêm trọng vậy sao? Vậy ngươi có biện pháp gì không? Độc Cô Du Địch thất kinh. Thật ra biện pháp cũng không phải là không có, bất quá tương đối khó khăn, hơn nữa cũng phải chữa trị hơn một tháng công phu mới có thể thành công. Quân Mặt Tà cau mày, rất chắc chắn nói. Nửa tháng có thể chữa khỏi sao? Không lâu, không lâu. Độc Cô Du Địch âm thanh run rẩy, đột nhiên phát ôm lấy bả vai Quân Mặt Tà nói. Hiền tế, ngươi phải đem thương thế của cha ta mà chữa trị cho tốt nghe. Ngươi cùng với tiểu nghệ của đại sự gì, lão tử không có ý kiến luôn.
Chiêu thức ấy thật là hữu hiệu, Độc Cô Vô Địch là có thể trực tiếp kêu Hiền Tế chứ. Hù, đương nhiên không có ý kiến rồi, gặp ta còn có ý kiến sao chứ. Quân Mặt Tà tự sướng. Hắn liếc mắt xem thường Nhạc Phụ Tương Lai nói, tạm thời cũng chưa có đại sự gì, ta đưa cho lão một phương thuốc, lão đi bốc, mỗi ngày sớm muộn cũng uống một lần thôi, 3 ngày sau mỗi ngày đến chỗ của gia gia ta, ta dùng châm cứu để mà trị liệu, như vậy không thể gián đoạn trị liệu nha, đại khái qua khoảng 10 ngày cũng không sai biệt lắm là hoàn toàn khỏi hẳn. Quân Mặt Tà hiếp mắt cười nói, nói xong mới tiếp nhận giấy bút, xoan xoạt như rồng bay phượng múa, liền viết ra một phương thuốc. Độc Cô Vô Địch như là nhặt được vật chí bảo, nắm chặt ở trong tay, kích động đến mức ngón tay rung lên, nhanh chóng cất vào trong lòng, còn vỗ vỗ mấy cái để chắc chắn đã nằm ở trong lòng rồi. Kỳ thực mà nói, bệnh của Độc Cô lão gia tử cũng không quá phiền toái, kinh mạch bị hao tổn, nếu mà lấy thầy thuốc thời này để mà chẩn bệnh, đúng thật là bệnh nan y, nhưng mà dưới tay của đại thiếu không có gì là khó. Vết thương này của lão gia tử tuy rằng đã có 10 năm lịch sử, dù sao không có giống Quân Du Ý trúng độc nghiêm trọng lại bị liệt mười mấy năm, dùng linh khí Hồng Quân Tháp thúc đẩy mới chữa trị được, đây chính là sinh linh chi khí trong thiên địa bổn nguyên mà. Nhưng Quân Mặt Tà hiện tại trong lòng mơ hồ đã có tính toán, há có thể buông tha cái sự trợ giúp lớn này của Độc Cô Thế Gia chứ, đương nhiên là phải để cho hai vị đầu não quân đội tụ cùng một chỗ tương đối thích hợp. Đến lúc đó có sự tình gì, hai đại lão quân đội này đều bên chén rượu luận bàn, thật là thuận tiện rồi. Về cái phần quan hệ giữa mình và Độc Cô Tiểu Nghệ, Quân Mặt Tà không muốn gây chú ý của nhiều người. Bởi vì như vậy, hắn cảm giác như là mình đeo bám bên vợ, cho nên Quân đại thiếu gia không muốn đi lợi dụng, lại càng không muốn vì vậy mà không tôn trọng tình cảm của mình. Bên này sự tình lo buồn giải quyết xong, mọi người bắt đầu thả sức say sưa. Nhất là Độc Cô Tung Hoành cảm thấy có hy vọng chữa khỏi bệnh, lại vui vẻ ra mặt. Lão nhân gia mặc dù không thể uống lại trở thành cái người ưu tú nhất, cường thế ép rượu mọi người, trừng con mắt giám sát, ai uống ít một chút cũng không tha. Còn có điều đối với Đường Nguyên tương đối là bi kịch, hắn tuy rằng béo, trữ lượng cực kỳ không tốt, mới được một hồi công phu, lén lút đi ra ngoài ói đến 3 lần, trở về bị chuốc tiếp. Cuối cùng có một chút bất tri bất giác, gắn giữ cho mình có một chút thanh tĩnh, cuối cùng nói đi nhà vệ sinh, liền nghiêng ngã thân hình đi ra ngoài, sau đó thật lâu không thấy trở về. Quân Mặt Tà dường như nghe thấy âm thanh xa xa, vang lên một tiếng bùm ở cái hồ nước đâu đó, tựa hồ như có cảm giác là quái vật nào đó vừa rơi trong hồ nước làm hồ dậy sóng, nhưng cũng không để trong lòng, dù sao đây là Độc Cô gia cũng không phải là Quân gia, nói không chừng Độc Cô gia có hành động gì đó. Độc Cô Vô Địch đại tướng quân cũng không nhớ mình rốt cuộc uống bao nhiêu chén, ngay từ đầu Độc Cô gia tám đại hán còn đang kỳ quái sao Quân Mặt Tà này như thế nào uống cho đến bây giờ vẫn chưa sai chứ, nhưng mà càng về sau mọi người càng ngấm hơi rượu, cũng không quản đối diện có phải là Quân Mặt Tà hay không nữa. Con mẹ nó, trực tiếp dơ chén lên liền cạn hết, bao nhiêu hào khí đều dồn để mà hét lên một tiếng, cạn. Sau đó ngửa cổ lên. Đến cuối cùng, Độc Cô Vô Địch hiệp mắt, cái miệng lớn mở rộng hết cỡ, cái bộ dạng dường như chịu hết nổi, ôm lấy cổ Quân Mặt Tà, say bí tỉ, lăn qua lộn lại, lẩm bẩm một câu. Người anh em, việc của phụ thân tiểu đệ chỉ có thể nhờ cậy đại ca ngươi thôi nghe. Quân Mặt Tà khổ sở nhăn mặt, không biết có nên đáp ứng hay không nữa chứ trời, thế này còn gì là bối phận nữa. Độc Cô Tung Hoành một chưởng đã vỗ lên đầu của nhi tử, chửi ầm lên. Cái con mẹ ngươi, giữa mẹ mày hả, đó là con rể mà mày kêu đại ca hả trời. Chương 477, chuyện cười hay là bị hãm hại. Anh hùng hào kiệt thượng trùng tiền, 7 người cũng uống say như chết, giọng nói thét lên như sướng tuồng, ánh mắt thì lờ đờ, rốt cuộc 7 huynh đệ lộn nhào té trên mặt đất, trong nhất thời tiếng ngáy khò khò vang lên rung trời. Dù sao mọi người đều đã uống quá nhiều, thế nên khi có một thị nữ tiến vào nói câu gì đó, mọi người cái gì cũng không nghe thấy.
ngay cả quân đại thiếu cũng không thể đi về. Cuối cùng, cái buổi tối đành phải ngủ lại độc cô thế gia, không có biện pháp nào khác. Đại thiếu cũng đã uống không ít, tuy rằng dựa vào phương pháp dối trá bước ra không ít rượu, nhưng mà còn sót lại không ít tử tinh, cũng đủ một hũ luôn. Về sau hơi rượu bốc lên cũng cảm thấy mơ hồ, muốn đi tìm đường nguyên cũng không thể được, cho nên hắn mơ hồ tiến vào phòng khách để mà ngủ. Tới sáng ngày hôm sau, khi mà chuẩn bị xuống giường, nghe thấy hai thị nữ bên ngoài bàn tán. Chà, người biết không, ngày hôm qua cái vị khách quý kia tới nhà uống nhiều quá đi. Ừ, mà ta cũng nghe nói, bất quá không có được rõ ràng. Vậy ta kể cho người biết, người không được kể cho người khác đó. Ừ, nhất định mà, nói đi. Nghe nói cái tên mập mạp kia, ngày hôm qua đi vào nhà vệ sinh, ói quá trời, sau đó bùm một tiếng, người đoán thế nào? Thế nào? Thì hắn cư nhiên nhảy vào trong hố xí, còn muốn vào trong đó bắt cá nữa chứ. Ôi trời ơi, mà cái kia bắn tung tóe ra, thật là buồn nôn luôn đó. Thật sao? Rồi sau đó thì sao? Làm cho Dương Đồng mấy người bọn họ mệt muốn chết luôn. Cái mùi thật là khó chịu. Ở chỗ đó cũng không có thích hợp. Mập mạp toàn thân chìm ở bên trong. Ước chừng mười mấy người dùng dây thừng quấn hắn kéo lên mới được. Mỗi người đều bị bắn tung tóe toàn thân. Sau đó bọn họ kéo hắn tới một cái hồ bên kia, kỳ cọ trên dưới trước sau đến 5 lần đưa về phòng khách. Nghe nói khi vào phòng khách vẫn còn cái mùi thối. Dương Đồng cùng với mấy người không cách nào khác, lại mang 7-8 thùng nước cho hắn tắm rửa lần thứ hai thì mới sạch sẽ đó. Vậy hành động như vậy, cương nhiên hắn còn không tỉnh sao? Đâu có tỉnh, không những mà không tỉnh, hơn nữa còn luôn mồm kêu to là ở đây bắt cá đó. Ôi trời, thật sự không biết thế nào là cường hãn nữa. Cái này cũng chưa tính vào đâu. Nghe nói là hắn đi vào nhà vệ sinh, biểu thiếu gia cũng đang ngồi chồm hổm bên trong, bị hắn một tay túm lấy ném văng ra ngoài, càng nghĩ càng sợ hãi. Vì biểu thiếu gia bị ném văng ra, nếu mà không khẳng định cùng hắn bơi trong cái hố xí, biểu thiếu gia tuy rằng cũng cao to, nhưng mà vẫn không thể so sánh với đường thiếu gia được. Nghe biểu thiếu gia nói, đường thế gia muốn xuống đó là mò cá, sau đó hắn liền nhảy xuống luôn đó. Ôi trời ơi trời, thật là buồn cười. Quân Mạc Tà nghe lén cũng cười ngất, tuy biết rõ sự tình của hảo huynh đệ, chính mình thật sự không nên cười. Chỉ tại cái tên mập mạp chết bầm này, cũng quá thể đi, muốn làm cái gì cơ chứ, trọng lượng như vậy mà rơi vào ở bên trong, thật đúng là kêu trời không thấu, gọi đất không nghe rồi. Vừa nghe thấy tiếng cười, hai thị nữ nhất thời có một chút kinh hoàng, đã thấy người này cười một tràng đi ra, chỉ hỏi thăm chỗ ngủ của Đường Nguyên rồi đi luôn. Lúc này hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Phải biết rằng quy củ ở thế gia rất nghiêm, như là thân phận các nàng chỉ là tỳ nữ, lén nghị luận khách tới chơi, càng không thể để cho bạn khách nhân ấy biết được đó. Quân Mạc Tà đi tới, thấy Đường Nguyên bọc trong chăn ngủ ngáy o o, mùi rượu nồng nặc tỏa ra khắp phòng. Xem cái bộ dạng này, đêm qua phát sinh chuyện gì chắc hắn cũng không nhớ rồi. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng xốc Đường Nguyên lên, cẩn thận kiểm tra từng chút một trên người của hắn, thật cũng không có nhìn ra cái gì. Đứng lên trầm ngâm một lúc lâu, sau đó đi ra ngoài, tùy tiện dẫy một người thủ vệ nói, người dẫn ta đến chỗ đêm qua uống rượu đi. Thủ vệ thấy đây là cô gia tương lai, tất nhiên không dám chần chừ, đưa Quân Mạc Tà tới địa phương hôm qua sau khi uống rượu. Một mảng hỗn độn đã sớm quét dọn sạch sẽ, nhưng mà mơ hồ vẫn còn mùi rượu chưa có tiêu tan hết. Quân Mạc Tà đứng đúng vị trí của Đường Nguyên. Lúc này, cái ghế đặc chế mà mập mạp ngồi hôm qua đã bỏ ra. Đại thiếu trầm ngâm một hồi, liền hỏi, gần chỗ này có mấy cái hố xí? Thủ vệ kia ngẩn người ra, để thuận tiện phụ cận có hai cái, xa xa còn có một cái nữa. Được, ngươi dẫn ta đi xem. Quân Mạc Tà dùng tay lên nói. Thị vệ kia rất kinh ngạc, thầm nghĩ cô gia tương lai thật là kỳ quái. Đi tham quan núi non phong cảnh hoa viên thì không đi, bây giờ đi thăm nhà vệ sinh, đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng mà khách nhân có yêu cầu, lại là còn cô gia tương lai nữa, bất kể như thế nào cũng không dám không đáp ứng, không thể nề hà, liền đưa hắn đi. Liên tục nhìn ba nơi, Quân Mạc Tà nghi hoặc, trong lòng càng chồng chất.
ba địa phương này đều không hề có dấu vết. Nhưng từ kia đi đến bên này cũng chỉ có ba địa phương này là thuận tiện nhất. Như vậy Đường Nguyên rốt cuộc đi vào chỗ nào? Còn có chỗ nào giải quyết nữa không? Quân Mặc Tà như suy nghĩ ra điều gì thản nhiên hỏi. Có, bất quá hơi xa hơn một chút, mà lại là cái chỗ chỉ có một ít hạ nhân dùng, dơ bẩn không chịu nổi đâu. Khi mà đến bậc thềm, Quân Mặc Tà không khỏi cảm nhận được một tia lạnh ý. Vị quân thiếu gia này thật sự là kỳ quái, có thể đi đến địa phương mà thường nhân đều phải bịt mũi, hắn dường như lại không có việc gì, đến mày cũng không nhíu lại. Mang ta đi. Quân Mặc Tà trầm mặt đi trước. Thủ vệ trong lòng không yên, hắn hiện giờ đã phát giác ra điều không thích hợp. Chỉ sợ là vị cô gia này đang điều tra cái chuyện tình đêm qua, Đường thiếu gia rơi xuống hố xí. Thẳng thắn đưa Quân Mặc Tà tới cái địa điểm phát sinh. Dọc đường nhảy nháy mắt cho mấy thủ vệ hiểu việc để mà họ nhanh chóng đi tìm mấy cái vị thiếu gia cùng lão gia. Chỉ sợ là có chuyện lớn xảy ra đó. Quân Mặc Tà hoàn toàn không thèm để ý, tùy ý cho hắn truyền tin tức. Việc này nhất định là phải nói chuyện với Độc Cô Thế Gia. Rõ ràng đỡ phải để cho mình sai người truyền lời mất thời gian. Quân Mặc Tà khoanh tay đứng trước địa điểm trước hầm nhà cầu tối hôm qua đã xảy ra chuyện, tinh tế nhìn thoáng qua. Đúng vậy, hắn bị chính là chỗ này, có mấy bậc thang bằng đá, sau đó phía dưới là hố sâu. Bất quá ở bên cạnh bậc thang bằng đá còn có một cái gờ cao lên chừng 40-50 cm. Đây chính là biện pháp để phòng ngừa đại nhân uống sai hoặc tiểu hài nhi ngã xuống. Độc Cô Thế Gia ở điểm này thật ra làm rất được. Nhưng mà rốt cuộc Đường Nguyên sao có thể ngã xuống đây? Chỗ này còn cách rất xa, phía dưới thật sự rất rộng. Mùa đông trên mặt cũng thoáng có một lớp băng mỏng. Quân Mặc Tà càng nhìn sắc mặt càng lạnh, đi ra hỏi. Nghe nói còn có một vị biểu thiếu gia lúc đó cũng ở trong này, xin hỏi hắn là ai? Đúng là cháu bên đằng mẹ đẻ của nhị nại nại, đã đến Độc Cô phủ nhiều ngày rồi. Đi gọi hắn, nói là bổn công tử có chuyện muốn hỏi hắn. Thủ vệ còn chưa nói xong, Quân Mặc Tà cắt đứt lời, khẩu khí nghiêm túc lạnh lùng, chỉ trong nháy mắt, giọng nói của đại thiếu tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Bên ngoài nhà vệ sinh, Độc Cô Vô Địch đại tướng quân lòng như lửa đốt chạy đến đây, còn có Độc Cô Anh, Độc Cô Hùng, Độc Cô Hào huynh đệ ba người. Thấy Quân Mặc Tà đi ra, Độc Cô Anh mở miệng trước. Muội phu, tại sao mà sáng sớm đi ra cái chỗ này cũng không giải quyết, rốt cuộc tìm cái gì vậy? Chỉ của Độc Cô Vô Địch nhìn ra sắc mặt thâm trầm, tựa như muốn giết người của Quân Mặc Tà, nghĩ thầm xem đã xảy ra cái chuyện gì rồi, liền hỏi. Mặc Tà, có chuyện gì? Đêm qua Đường Nguyên uống rượu xong rồi, cái tên không có tiền đồ này là có thể rơi xuống hố xí, chính là chuyện như vậy. Quân Mặc Tà khẽ giương tay chỉ, từ đây chỉ về bên kia, trong giây phút ánh mắt như điện dạo một vòng trên người bốn phụ tử. Rơi vào trong hố xí sao? Độc Cô Vô Địch tuy rằng hào phóng nhưng mà đầu óc tuyệt đối không có ngu ngốc, không thì sao có thể trở thành nhất quân chi trượng? Suy nghĩ trong giây lát minh bạch được mấu chốt. Tại sao có thể rơi bên trong đó được chứ? Đại tướng quân cũng nghĩ như vậy sao? Ta cũng đang hoài nghi. Quý phủ nhiều nhà vệ sinh như vậy hắn không đi, hắn không phải là muốn chạy xa như vậy chứ? Hơn nữa nơi này cũng không phải là nhà của mình, chưa quen địa thế lại đang uống rượu ở bên trong. Đi đến nơi này cách xa phòng khách uống rượu đến 2 dặm rồi lại nhảy xuống dưới. Quân Mặc Tà hắc hắc cười lạnh, chẳng lẽ cái tên mập mạp kia bị quỷ ám sao? Độc Cô Vô Địch sắc diện trầm lắng như nước, đừng có nhìn mập mạp mà coi thường, hắn đã được xác nhận là người thừa kế chức vị gia chủ đời kế tiếp của Đường gia. Hơn nữa Đường Nguyên hôm nay không thể so sánh với ngày trước, chỉ riêng cái chức vị đại trưởng quỹ của quý tộc Đường, thân phận sang quý, thân tài tại kinh thành, liền có thể nói giá trị con người lên tới vạn bội. Hơn nữa hắn lại là một trong số ít ỏi huynh đệ của Quân đại thiếu gia, há có thể coi thường chứ? Cái chuyện này nếu mà xử lý có một chút sai lầm sẽ đem tới hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Độc Cô đại tướng quân bỗng nhiên xoay người nhìn bà nhi tử, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Chà, cái này cũng bình thường mà, uống rượu sai rồi làm cái chuyện khác thường cũng là hiển nhiên.
đường mập mạp, ngốc như vậy, thân hình thì nặng như vậy, uống quá nhiều rơi xuống hố xí cũng là chuyện bình thường mà. Độc Cô Anh khóe miệng ngoác ra, vẫn là muốn cười, thật sự là việc quá buồn cười. Ngươi đồ khốn hồ đồ, ngươi còn vui mừng sao? Ngươi cái óc ngắn quá vậy, hay là dài quá cho nên hỏng rồi? Độc Cô Vô Địch suýt chút nữa đã bị nhi tử làm cho tức giận đến học máu. Ngươi không ngạc nhiên sao? Không thấy muội phu tốt của ngươi đang nhanh chóng muốn giết người sao? Đường Bàn Tử ngốc nghếch, hình thể nặng như vậy, ngươi không suy nghĩ xem, uống nhiều rượu như vậy, sao có thể chân nam đá chân siêu, đi hai dặm là sao? Mạc Tà nghe nói còn có một vị biểu thiếu gia quý phủ trong này. Quân Mạc Tà cười hiếp mắt, đúng là có một chút ôn hòa nói. Hơn nữa cái vị biểu thiếu gia này vô cùng hữu duyên với Đường Nguyên, cho nên ngồi chồm hổm cùng hắn ở trong nhà xí này. Bản thân của ta muốn nhìn mặt mũi của vị khách hữu duyên này một chút. Chương 478. Ở trên đời này, bất luận kẻ nào cũng không được vũ nhục huynh đệ ta. Độc Cô Vô Địch nét mặt cực kỳ đau khổ. Vị biểu thiếu gia kia là cháu của nhị phu nhân Độc Cô Vô Địch, là người của hoàng gia ở Kim Đông Thành. Hoàng gia cũng coi như là một quyền khí thế gia, không lớn không nhỏ, nhưng mà so với Độc Cô thế gia và quân gia là loại cự vô bá thì còn kém rất xa. Mà lúc này đến đây cũng không có tự lượng sức mình để cầu thân, cũng không biết nhị phu nhân suy nghĩ như thế nào, lại không qua Độc Cô đại tướng quân, đưa thẳng người đến trước mặt của lão gia tử và lão phu nhân. Tại đương trường đã bị lão gia tử và lão phu nhân cự tuyệt. Thứ nhất là không môn đăng hộ đối, thứ hai trong mắt nhìn cái tên kia cũng không có bổn sự gì. Thậm chí lúc ấy lão gia tử Độc Cô Tung Hoành còn nói: đũa móc mà tròi mâm son, một con tôm nho nhỏ lại có thể tới Độc Cô thế gia cầu thân, gả cho hắn không bằng gả cho Quân Mạc Tà còn tốt hơn, ít nhất gia thế của hắn còn tốt chán. Nhưng mà thật sự gia mặt của tên này cũng thật vậy, cầu thân bị cự tuyệt, trên danh nghĩa lại chuyển thành vấn an cô ở Độc Cô thế gia, ý là muốn chờ Độc Cô Tiểu Nghệ trở về hỏi một chút ý tứ của Độc Cô Tiểu Nghệ. Dù sao thì hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng một chỗ chơi đùa. Tuy rằng là hai người lớn cũng ít có liên lạc, nhưng mà dù sao vẫn còn sót lại chút tình cảm. Hơn nữa, nghe nói Độc Cô thế gia từng cử tuyệt cầu thân của hoàng thất, xem ra là cần chọn cho cô nương nhà của mình một nơi chốn tốt, mà không chú ý vấn đề môn đăng hộ đối. Hơn nữa, biểu mũi chung tình của Quân Mạc Tà kia căn bản chỉ là loại quần là áo lụa, người trong nhà đều không đồng ý. Cái vị biểu thiếu gia này trong nội tâm càng thêm có hy vọng. Kết quả mặt dạng mày dày, kiểu gì cũng phải chờ Độc Cô Tiểu Nghệ trở về. Hiện giờ cô đang năn nỉ nhị phu nhân. Độc Cô Vô Địch không có quá để ý việc này. Cái tên tiểu tử ngủ trong nhà, dù sao sản nghiệp của Độc Cô thế gia cũng to lớn, cũng không lo thêm có một người nữa. Bất quá hiện nay trung thân của Độc Cô Tiểu Nghệ đã được an bài rồi, cơ bản có thể xác định được hôn sự Quân Mạc Tà và Độc Cô Tiểu Nghệ. Có thể nói gạo sắp thành cơm rồi, Độc Cô Vô Địch đương nhiên không muốn giữ lại cái vị điệt nhi đằng vợ này cho thêm chướng mắt, dạng nhất mà gây ra phiền toái có thể nói là nguy rồi. Đại tướng quân vốn định là trong mấy ngày này sẽ tống cổ cái tên này trở về, không ngờ tới ngay lúc này cái tên đó lại được từ miệng Quân Mạc Tà phát ra. Nơi này là Độc Cô thế gia, không phải là quân gia. Quân Mạc Tà nếu có thể nói ra những lời này thì nói lên rằng hắn tương đối nắm chắc, thậm chí có thể xác định cái chỗ này do vị thiếu gia này động tay động chân rồi. Nếu mà thật sự như thế, Độc Cô thế gia thật sự khó giải thích. Hoàng phu nhân là nhị phu nhân của hắn, chính là thê thiếp dùng kiệu lớn rước vào nhà, cũng không phải là tiểu thiếp tầm thường. Trên danh phận mặc dù là không bằng đại phu nhân, nhưng mà cũng là thân phận bình thế. Bây giờ nhìn ánh mắt cùng sắc mặt Quân Mạc Tà có thể nhận ra, một khi đã xác định chắc chắn, không chỉ nói đến mặt mũi của Độc Cô thế gia, cho dù người khắp thiên hạ không quỳ xuống cho tiểu tử này, hắn tuyệt đối không châm trước. Quân Mạc Tà tiểu tử này khi nào mà dễ dàng tha cho người đắc tổ với hắn vậy? Tiểu súc sinh lúc nào cũng gây phiền toái cho ta. Độc Cô Vô Địch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng một câu vô cùng chán nản. Ta sớm nên đem cái tiểu tử này đuổi về thì tốt rồi, không nên nghe nhị phu nhân năn nỉ.
Con bà nó, bây giờ xem ra xảy ra chuyện chỉ vì là cháu tốt của người đưa mọi người đến quỷ môn quan rồi. Tiểu tử quân mặt tà có thể trêu chọc được sao? Trừng mắt liền có thể giết người đó. Còn bản thân của Đường Mập Mạp chính là người hoàng gia cũng không thể trêu vào. Không cần phải nói đến Đường gia, bản thân là thiên hương thế gia, Mập Mạp ngày nay đã là thân gia rồi. Tùy tiện treo giải thưởng có thể nhanh chóng đem tiêu diệt cả hoàng gia tộc ngươi rồi. Lá gan của ngươi cũng quá lớn đi. Đám người hoặc là lo lắng, hoặc là không biết phải làm sao. Hay như Độc Cô Anh, huynh đệ, ba người đều giống nhau. Ở chỗ này thờ ơ khoanh tay xem tụng. Độc Cô Vô Địch lặng lẽ ngoắc tay, kêu một hộ vệ đến. Nhanh đi mời lão gia tử đến trấn thủ đi. Dạng nhất quân mặt tà nổi điên lên. Chính là Độc Cô Vô Địch thật sự không có nắm chắc có thể quát bảo cái chàng rể tương lai này mà dừng lại được. Trước mắt có bao nhiêu người, vị biểu thiếu gia này rốt cuộc cũng đã xuất hiện tại cuối con đường nhỏ, mang vẻ mặt tươi cười, chân thành đi tới. Nhìn thấy tất cả mọi người đang đứng ở nhà vệ sinh đằng trước, tựa hồ lặng đi một chút. Tiếp theo, hắn khôi phục lại thần thái tự nhiên. Quân mặt tà, hai mi mắt đang buông thõng hơi nhếch lên. Xa xa, nhìn vị biểu thiếu gia ở trong nhà của Độc Cô Thế Gia, vị này còn cách xa khoảng 10 trượng. Thế nhưng hắn lại nhìn như thanh thanh sở sở, từng cử chỉ hành động không thoát khỏi ánh mắt của quân mặt tà. Chính là trên nét mặt, chỉ có một giây duy nhất thoáng lên vẻ khiếp sợ, cùng trong đôi mắt có một tia kinh hoàng liền biến mất. Hơn nữa, hắn hướng bên này đi tới. Nguyên bản, hai bàn tay buông thõng đã nắm chặt lại, đúng là tràn ngập đề phòng. Còn có thể nhìn ra được yết hầu trên cổ của hắn phập phồng. Thời điểm mà hắn nhìn thấy mọi người, cả người không tự chủ được, cứng đờ lại một chút. Đúng vậy, hắn là tiểu tử này. Bên ngoài chứng cứ đã đầy đủ. Dượng là người tìm con sao? Vị biểu thiếu gia rốt cuộc đi đến gần, kính cẩn hướng về phía Độc Cô Vô Địch, cúi người kính cẩn thi lễ. Thẳng thắn mà nhìn hắn, dáng người cao gầy, ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt tuấn nhã, trông thật ra có vài phần cố khí. Chính là ánh mắt hơi có một chút phản cảm, nhãn thần lộ ra vài phần dâm tà, đôi môi hơi mỏng, có vẻ tàn nhẫn cay nghiệt thiếu tình cảm. Không phải ta tìm ngươi, là vị quân công tử này tìm ngươi. Độc Cô Vô Địch trầm mặt, nhìn quân mặt tà nói, nếu quân công tử có hỏi gì, cần phải thành thật trả lời, có biết chưa? Quân công tử, quân mặt tà công tử à? Vị biểu thiếu gia này quay đầu, nhìn về phía quân mặt tà, vuốt cằm mỉm cười, rất đúng mực nói, tại hạ họ Hoàng, Kim Đông hoàng gia, Hoàng Thư Lưu. Trong mắt hắn có một chút ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được cái vị xuống danh quần áo lụa là nổi tiếng Thiên Hương Thành lại có bộ dáng phong trần tuấn lãng đến vậy chứ. Hoàng Thư Lưu sao? Cái tên này thật có hàm ý sâu sắc, dàn dấu dưới sách à? Quân mặt tà gật gật, mí mắt mở ra. Nghe nói hôm qua có người bảo đã từng thấy người cùng Đường thiếu gia đi vào nhà vệ sinh nhưng lại bị Đường thiếu gia ném ra ngoài. Chuyện này đã được lưu truyền cho mọi người đều biết. Hoàng Thư Lưu ngạc nhiên nói, không sai, đúng là như thế. Chuyện ngày hôm qua trong lòng của ta vẫn còn sợ hãi, không biết quân đại công tử có gì chỉ giáo chứ. Chỉ bảo thì không dám, ta chỉ muốn làm rõ một số chuyện. Các hạ ở nơi nào nhìn thấy Đường Nguyên thiếu gia? Rốt cuộc ở trên đường hay là trong nhà, hay là trong nhà vệ sinh? Quân mặt tà nhẹ nhàng cười cười, trong lòng của hắn không thể không kiên nhẫn. Nếu nơi này không phải là Độc Cô Thế Gia, hắn không cần phí nhiều lời như vậy, trực tiếp dùng nhiếp hồn đại pháp. Nhìn cái tên tiểu tử này nhiều nhất tu vi cũng chỉ là cấp bậc ngân quyền, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng mà ở Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Vô Địch ở ngay bên cạnh, quân mặt tà tất phải lưu cho Độc Cô Thế Gia mặt mũi chứ. Thật là rối đây. Nhà vệ sinh là nơi không phải để tẩy quế sao? Đêm qua đột nhiên ta cảm thấy bụng không thoải mái. Nếu mà đến nhà vệ sinh phòng khách để giải quyết, sợ làm động tĩnh quá lớn thì sẽ quấy nhiễu đến khách quý. Liền tìm người để mà hỏi thăm đi đến chỗ này. Hoàng Thư Lưu mặt không đổi sắc khẽ mỉm cười nói, có phải không? Vậy xin Hoàng Công Tử chú ý, ta mới vừa hỏi chính là ngươi đến cùng nhìn thấy Đường Nguyên ở chỗ nào. Ta cũng không có hỏi ngươi vì sao mà chạy xa vậy để mà đi vệ sinh.
Ánh mắt Quân Mặc Tà lạnh lẽo tạo ra một cổ áp lực vô hình, chậm rãi nói, hãy trực tiếp trả lời câu hỏi của ta đi. Ta đến nơi này đang chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên sau đó có một người xông tới, túm lấy cổ ta, trực tiếp ném ra ngoài. Lúc ấy thật sự làm cho ta hoảng hồn đó. Hoàng Thư Lưu lắc đầu cười nói, mọi người cũng có thể tưởng tượng một chút, lúc ấy là ta rất chật vật, vừa kéo quần xuống xong thì bị xách lên. Thiếu chút nữa ta đã ra đầy quần luôn đó. Hắn nở nụ cười phát ra mấy tiếng, rồi phát hiện toàn bộ không ai đồng tình cười với hắn, hắn liền xấu hổ dừng lại. Sau đó thì sao? Trong giọng nói của Quân Mặc Tà không mang theo chút tình cảm nào. Sau đó ta mới kịp phản ứng lại, nguyên lai đúng là Đường đại thiếu lúc ấy ta mới tế nhị cầu xin Đường đại gia ngài chờ ta một hồi để ta kéo quần lên cái đã. Bất quá thoạt nhìn biết là Đường thiếu gia hẳn là uống quá nhiều, cũng không hiểu ta nói cái gì, đem ta ném văng ra. Cái mông của ta thiếu chút nữa đã nở thành 8 cánh hoa rồi, lúc đó quần còn chưa kịp kéo lên đâu. Hơn nữa bụng vốn không có thoải mái, thiếu chút nữa thì làm trò cười cho người ta rồi. Đêm qua Đường Nguyên đi ra đại khái đã là đêm khuya. Hơn nữa đêm qua không trăng không sao, như vậy làm sao mà nhìn rõ được ngươi lại đang trong nhà vệ sinh chứ. Chỉ sợ càng khó nhìn hơn, bất ngờ bị tốn cổ không kịp đề phòng, mặt của ngươi hẳn là phải cúi xuống đúng không? Vậy thì càng không thể nhận ra là ai chứ. Thế thì làm sao có thể nhận ra Đường Nguyên? Ngươi nhận ra Đường Nguyên sao? Ta xem thực lực của các hạ đang ở cấp độ ngân quyền. Đường Nguyên thân thể mặc dù có một chút to lớn, nhưng mà thực lực lại thấp kém. Hắn dựa vào cái gì có thể ném ngươi ra ngoài? Quân Mặc Tà không để ý thái độ vừa cười vừa nói quán, tiếp tục lạnh khóc chất vấn. Bởi vì trước đó tại hạ đã từng thấy qua Đường công tử, cho nên như thế nào dám chống cự? Hoàng Thư Lưu chớp mắt vội vàng trả lời. Nhưng mà đọc cô gia hôm qua, giả yến tựa hồ chỉ có mời có một mình Quân Mặc Tà ta thôi. Vậy thì sao khi mà ngươi nhìn thấy Đường Nguyên lại không có nửa điểm bất ngờ sao? Quân Mặc Tà thương hại nhìn Hoàng Thư Lưu. Đây là ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu mà để ta điều tra ra được, thì dù ngươi có chui xuống đũng quần của dượng ngươi, vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Ngươi cần phải hiểu rõ điều này. Theo câu nói Quân Mặc Tà, áp lực tinh thần khổng lồ tuôn ra. Lúc nãy làm Hoàng Thư Lưu vẫn còn cảm giác thoải mái, thế nhưng lúc này lại đột nhiên cảm thấy một cổ áp lực tinh thần so với vừa nãy cường đại hơn gấp trăm lần, tựa như núi lớn đè ép xuống. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thư Lưu có một loại cảm giác xúc động muốn quỳ rạp xuống cúi lại. Ta thật sự nhìn thấy hắn ở trong này, ta nói thật mà. Dưới áp lực khổng lồ của Quân Mặc Tà, Hoàng Thư Lưu chỉ cảm thấy ý nghĩ càng ngày càng mơ hồ, trên đầu từng giọt mồ hôi chảy xuống. Trong lúc nhất thời chỉ muốn tìm lời giải thích. Nhưng mà trình độ của hắn chỉ là ngân quyền, tinh thần lực làm sao mà có thể so sánh Quân Mặc Tà. Trong lúc nhất thời là bị khí thế sinh sôi, đè xuống tâm thần đại loạn, không sợ, không lựa được lời nói. Nhưng ta lấy nhân phẩm của mình làm chứng, tin tưởng rằng dượng cùng vài vị biểu huynh cũng có thể làm chứng cho ta như thế nào lại có thể làm cái loại sự tình tiểu nhân đem người mà đẩy xuống hố phân chứ. Những lời này vừa nói ra, ngay cả Độc Cô Anh huynh đệ ba người cũng thở dài, bởi vì ngay cả ba người bọn hắn nghe xong cũng hiểu ra là chuyện gì rồi. Quân Mặc Tà thủy chung từ đầu đến cuối căn bản không có hỏi rõ Đường Nguyên cuối cùng như thế nào mà rớt xuống hố phân. Bản thân cái tên kia đã nói, ta như thế nào có thể làm cái loại sự tình tiểu nhân đem người đẩy xuống hố phân chứ? Đây không phải là đánh mà khai sao? Thấy thế nào, Quân Mặc Tà nhìn Độc Cô Vô Địch. Độc Cô Vô Địch thở dài một tiếng, nhắm hai con mắt lại, sau một lúc lâu mới nói. Mặc Tà, thủy chung hắn vẫn là cháu trai của phu nhân ta, có thể hay không cấp cho ta một chút mặt mũi đi. Nhưng mà người hắn vũ nhục giống là huynh đệ của ta mà. Quân Mặc Tà lạnh lùng cắt đứt lời nói của vị nhạc vụ tương lai rồi mới nói. Ở trên đời này, bất luận kẻ nào cũng không thể vũ nhục huynh đệ của Quân Mặc Tà ta. Chương 479, âm mưu đê tiện. Quân Mặc Tà dương người đứng thẳng lên, trên mặt mang nụ cười khẩy, nhìn chăm chăm Độc Cô Vô Địch nói. Không chỉ riêng Độc Cô Thế Gia, cho dù có là Thiên Dương lão tử cũng không được.
mặt mũi như vậy ta không cấp nổi đâu, càng không thể cấp. Độc Cô Vô Địch mấp máy môi mấy lần khó xử nói, chẳng lẽ không thể sao, huống chi Đường công tử cũng không có. Thỉnh bá phụ, không cần phải nói nữa, người cùng Tam Thúc có giao tình, hơn nữa còn là huynh đệ sinh tử. Ta chỉ hỏi bá phụ một câu, nếu như ví dụ Tam Thúc quân vô ý cùng với người đi ra ngoài, lại bị người ta âm mưu quẳng xuống hố phân, người xử lý như thế nào? Quân Mặt Tà lạnh lùng hỏi. Còn mẹ nó, thằng nào mà dám, lão tử diệt cả nhà của hắn luôn. Độc Cô Vô Địch giận dữ nói, thằng nào dám đối phó với tam đệ của ta chứ? Vậy thì bá phụ còn khuyên ta như thế nào? Quân Mặt Tà khó hiểu nhìn hắn, trên mặt mặc dù vẫn lạnh tuấn nhưng mà trong lòng có đôi chút khoái ý. Độc Cô đại tướng quân nói vậy thủy chung là có thể giao người. Độc Cô Vô Địch nhất thời cứng họng, một câu cầu tình cũng không thể nói ra được. Đặt trong hoàn cảnh của người khác, trời đất chứng giám, đúng là người đồng quan điểm. Quân Mặt Tà ánh mắt như lưỡi dao nhìn Hoàng Thư Lưu nói, huống chi hắn đã làm như vậy, tất nhiên còn có lý do của hắn, chẳng lẽ bá phụ không muốn biết nguyên nhân sao? Không, không, không phải ta làm. Vì cái gì các ngươi khẳng định ta làm chứ? Đường Nguyên kia chính mình không cẩn thận rơi xuống hố phân, làm gì có chuyện liên quan tới ta? Vì cái gì các ngươi nhất định đem tội danh này chụp lên đầu ta chứ? Hoàng Thư Lưu đột nhiên nhảy dựng lên, nước miếng văng khắp nơi. Hắn biết vô luận là Độc Cô gia hay là Quân gia, thậm chí Đường gia đều không phải là thứ hoàng gia nhà mình có thể trêu vào được. Nếu quả thực tội danh này mà gắn lên người thì tiêu đời nhà ma rồi. Thậm chí hoàng gia nếu động một tí có thể là nguy cơ bị diệt. Quân Mặt Tà đột nhiên khẽ giương tay ấn đầu hắn xuống, động tác không nhanh, Hoàng Thư Lưu động thân, thậm chí toàn lực né tránh, nhưng mà hết lần này đến lần khác vẫn không tránh thoát. Trơ mắt nhìn tay Quân Mặt Tà ấn lên đầu của mình, một cổ lực lượng to lớn khó có thể kháng cự truyền tới, thân thể muốn di động một chút cũng không thể được. Ngay lúc đó, tựa hồ toàn thân của mình mỗi phương vị đều không chịu theo sự điều khiển của chính mình. Ngay cả mắt cũng không thể nhắm lại, bên tai vang lên âm thanh Quân Mặt Tà. Mở to hai mắt ra, nhìn ta đi. Hoàng Thư Lưu không tự chủ được mở to hai con mắt nhìn lại. Chỉ thấy nhất thời trước mắt của mình xuất hiện một đôi mắt. Đôi con mắt ấy chậm rãi biến thành hai cái hố sâu không thấy đáy. Đột nhiên có một loại cảm giác ngất ngây, thần bí mơ hồ thật là di diệu. Càng ngày càng giống như đang nằm mơ. Hoàng Thư Lưu cố gắng dãy dụa thoát ra, nhưng mà đột nhiên phát hiện ra đôi con mắt tựa như hố sâu không ngờ biến thành ánh sao giữa mênh mông thiên không. Là ngôi sao lộng lẫy nhất, ánh sao chói lòa giữa thiên không. Đúng lúc này một âm thanh dị thường ấm áp vang lên. Càng giật mình hơn nữa là xen lẫn còn có thanh âm hòa giải dễ gần, giống như khúc hát du dương ấm áp, làm cho toàn thân của gã có thể buông lỏng, buông bỏ toàn bộ đề phòng. Thanh âm này đi vào trong lỗ tai, giống như là thời thơ ấu được nằm trong lòng của mẹ ru, thật là an toàn, thoải mái. Trên mặt của Hoàng Thư Lưu chậm rãi biến đổi, mọi người mặc sức tưởng tượng cũng không thể tin được, nó có vẻ đáng yêu, khao khát mà có một chút thoải mái, biểu tình thoát khỏi cảm xúc sầu bi. Ngươi tên là gì? Vẫn là âm thanh ôn nhu ấm áp, giống như là làn gió xuân thổi qua rặn liễu, hương hoa bay vào trong mộng, giống như mẫu thân đang nựng yêu, thân nhân dỗ về. Hoàng Thư Lưu. Hoàng Thư Lưu như thoát khỏi cái kiếp sầu bi, lộ ra vẻ thư thái, yên lòng mỉm cười. Đêm qua ngươi đã làm gì? Quân Mặt Tà nhẹ nhàng hỏi. Mọi người, Độc Cô Thế Gia ở bên cạnh hắn lộ ra thần sắc hoảng sợ. Thế gian này quá có kỳ thuật khủng bố khống chế thần trí con người, có thể làm cho người ta cam tâm tình nguyện sao? Đem bí mật lớn nhất trong lòng nói ra, không thể tưởng tượng được, khó có thể tin. Đêm qua, Hoàng Thư Lưu nguyên bản không thư thái tươi cười, đột nhiên trở nên dữ tợn, có một chút đau lòng nói. Đêm qua, ta ở Độc Cô Thế Gia, nghe nói bọn họ khoản đãi tân nữ tế. Chuyện này có quan hệ gì với ngươi sao? Vậy thì tiếp theo ngươi làm cái gì? Hoàng Thư Lưu biểu tình càng ngày càng thống khổ nói, Độc Cô gia tân nữ tế phải là ta, chỉ là ta,
ta đối với Tiểu Nghệ thương nhớ nàng đã 6 năm rồi. Suốt 6 năm trời, hiện giờ nàng rốt cuộc cũng đã trưởng thành. Nhưng mà cặp mắt không biết nhìn người, đi coi trọng cái tên quần là áo lụa, xuống danh cái đồ bỏ đi quân mạc tà. Điều này làm sao khiến cho ta có thể cam tâm được? Nói gì thì nói, hoàng gia chúng ta cũng không phải là một gia tộc cường đại. Vài năm gần đây liên tục chịu ức hiếp, nếu không có chiêu bài thân thích cùng với Độc Cô Thế Gia, không chừng sớm đã bị người ta tiêu diệt rồi. Nếu ta cùng với Tiểu Nghệ hảo sự có thể an bài, hoàng gia của ta từ nay về sau vô sự. Nếu mà ý vào tiểu cô của ta, căn bản không thể cùng Độc Cô Thế Gia quan hệ gần gũi thêm được. Nhưng nếu ta là nữ tế Độc Cô Gia, vậy thì tình hình có thể hoàn toàn khác rồi. Tuyệt đối mối quan hệ có thể tiến một bước dài. Nói tới đây, hắn không thể không đắc ý, cười hai tiếng. Mọi người không biết nói gì. Trong mong tới 6 năm, năm nay Độc Cô Tiểu Nghệ mới có 16 tuổi. Nói cách khác, lúc ấy Độc Cô Tiểu Nghệ mới có 10 tuổi thôi. Thế mà đã nổi tâm tư rồi. Thật sự là quá sớm. Nghe nói trước đây, Độc Cô Gia cự tuyệt hoàng thất cầu thân. Ta liền lập tức chạy tới đây, chuẩn bị hướng Độc Cô Gia cầu thân. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng không có đồng ý đối với cái tên quần là áo lụa. Dù nói thế nào, ta Hoàng Thư Lưu cũng tính là nhân tài thế hệ trẻ. Hai nhà lại có quan hệ thân thích. Chỉ cần là tiểu cô đêm đêm bên gối thổi vào lỗ tai của Dượng vài lời, sự tình sẽ có triển vọng. Thật sự là không ngờ, không những cự tuyệt ta mà cư nhiên ngay tại trước mặt của ta khoản đãi tân nữ tế. Mọi người sôi nổi ồ lên một tiếng, đã hoàn toàn hiểu rõ. Lúc này Độc Cô Tung Hoành bên kia cũng nhận được tin tức, hung hung hổ hổ chạy tới đây. Vừa lúc giọt qua, nghe thấy cái tên tiểu tử đó nói như vậy, khuôn mặt tức giận đến tím ngắt, muốn một chưởng chụp chết cái tên này. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng khoát khoát tay, ý bảo không nên hành động thiếu suy nghĩ, tránh gây ra kinh động. Vậy lúc bọn họ khoản đãi tân nữ tế, ngươi làm cái gì? Thanh âm Quân Mạc Tà càng ngày càng nhẹ nhàng. Làm gì? Ta còn có thể làm gì? Ta thật sự chịu không nổi. Xa xa nghe thấy bọn họ kêu to hét lớn uống rượu, làm cho ta ngủ không được, liền trộm đến xem. Ta muốn nhìn xem cái bộ dáng truyền thuyết của tân nữ tế Độc Cô Gia rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Tới cửa liền chứng kiến một cái tên đại mập mạp siêu vẹo đi ra, chặn ngang túm chặt ta, nói đưa ta đi nhà vệ sinh. Cái đại bàn tử kia xem lão tử là người nào, là gã sai giặt sao? Còn mẹ nó, cái tên mập mạp sai đến nỗi ánh mắt cũng nhìn không ra, thật sự cặp mắt chó mụ mà. Ta mới liền hỏi, các hạ là ai? Kết quả mập mạp mới nói, lão tử chính là quân. Ta giận quá, nguyên lai, đây là tân nữ tế. Ta còn tưởng rằng, Độc Cô Thế Gia tìm được một nữ tế thật tốt, nguyên lai lại là một tên chết bầm. Cùng ta so sánh, quả thật kém ta rất xa luôn. Con bà nó có nhẫn nhưng mà không thể chịu nhục. Cho nên ngươi mới liền ra tay sao? Đó, ta mới mang theo hắn đi về phía nhà vệ sinh. Dòng do một hồi, ta đột nhiên có ý muốn, nếu ta đem cái vị tân nữ tế này đến hầm cầu, đem cái vị này đẩy xuống dưới, nói không chừng làm cho hắn sặc mà chết. May mà hắn có vận khí tốt nha, còn chưa chết nữa. Nhưng mà hắn cũng thành cái dạng gì chứ? Hắn mười phần đắc ý cười to. Lấy tính cách của Độc Cô Thế Gia, làm sao có thể để cho hắn làm nữ tế chứ? Đến lúc đó, chẳng phải là ta càng có thêm cơ hội quý báu sao? Hắn ác độc, phát ra hai tiếng cười, sắc mặt dữ tợn khủng bố. Tất cả mọi người thở dài, đây điển hình là tâm địa tiểu nhân. Ta thấy trái phải không có người, liền kéo cái tên mập mạp ghê tởm kia, hướng về nhà vệ sinh đi đến. Con mẹ nó, mập mạp chết tiệt này cũng thật là nặng. Thiếu chút nữa đè chết ta luôn rồi, cuối cùng cũng đã tới. Thiếu chút nữa ta kiên trì không nổi rồi. Buồn cười, cái tên mập mạp vẫn mơ hồ ói ra toàn thân, lại còn cảm ơn ta nữa chứ. Mọi người bây giờ thì đã rõ mọi chuyện. Việc này vốn thần không hay, quỷ không biết. Nhưng mà lúc ta đi ra gặp mấy thủ vệ đi nhà vệ sinh, mặt ta thấy nhưng mà tránh không kịp, ta mới liền hô lớn, mau, mau tới hỗ trợ ta. Quân thiếu gia rơi xuống hầm cầu rồi. Nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra thần sắc chán nản.
Kết quả mọi người chạy đến đây lúc sau ta mới biết được đường mập mạp chứ không phải là quân mặt tà ăn quả đắng. Suy nghĩ cả nửa ngày hành động lại nhầm lẫn rồi. Bất quá đường mập mạp kia tuy không phải là quân mặt tà nhưng mà thân phận cũng không phải là nhỏ. Không ngờ là công tử của thượng thư bộ hộ. Ta đồng dạng trêu vào không nổi. Một khi đã bị người biết, thậm chí cả mạng hoàng gia đều có thể chí nguy. Toàn bộ tâm tư của ta đều uổng phí lại chọc vào đại phiền toái này. Quân Mặt Tà vỗ tay đưa hắn vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, đứng dậy lắc đầu cười nói. Độc Cô Thế Gia quả nhiên có một nhân tài ẩn dật, cư nhiên còn có một vị biểu thiếu gia đầy hứa hẹn như vậy. Hai huynh đệ chúng ta ngay tại Độc Cô Thế Gia là có thể gặp ám toán, không biết vụ này có tính là ý định mưu sát không? Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng được. Độc Cô Tung Hoành phụ tử, tam đại đồng đường nhất thời đỏ mặt tía tai. Cái chuyện này phát sinh ở Độc Cô Thế Gia quả thật đã khiến cho bọn họ xấu hổ vô cùng. Quân Mặt Tà thanh năm không cao, nhưng là thanh dao găm nung đỏ đâm vào lục phủ ngũ tạng của bọn họ. Đại thiếu khẩu khí tuy rằng bình thản nhưng mà từ ngữ vô cùng sắc bén, giả lại lộ ra dài thành ý, từ ngữ không có phóng đại. Đây không thể nghi ngờ là điều cực kỳ nhục nhã. Loại chuyện tình quan đường này lại loại chuyện tình quan đường này lại phát sinh ở Độc Cô Thế Gia, đặc biệt coi trọng mặt mũi gia tộc, không chỉ vô cùng nhục nhã, chính khách nhân đến nhà của mình bị người thân thuộc nhà mình đẩy xuống hầm cầu, coi như một nửa âm mưu giết người cũng không quá. Hơn nữa vị khách nhân này còn là tôn tử của Đường Vạn Lý, công tước Thiên Hương, nhi tử của thượng thư bộ hộ, gia chủ tương lai của Đường gia, tài thần mới của kinh thành đó. Loại sự tình này nếu quả thật mà truyền ra ngoài, vậy thì Độc Cô Thế Gia từ nay về sau ở Nguyên Nguyên đại lục xuống danh gian lừng rồi. Sau này ai còn dám đến Độc Cô Thế Gia để mà uống rượu chứ? Người đâu, đem cái tên tiểu tử này chém đi, băm thành tương dứt cho chó ăn. Độc Cô Tung Hoành cuồng nộ hét lên một tiếng, lập tức phát thư đến hoàng gia, lão tử muốn bọn hắn cấp cho một lời giải thích. Việc này nếu không làm cho lão phu vừa lòng, lão phu lập tức phát binh, áo giáp cương đao, cưỡi ngựa, dẫm đạp kim trong thành, làm cho hoàng gia chó gà không tha. Một lần tất diệt, động tâm, động mắt đến lão tử ta, xem ai đùa ai nào. Chương 480, huynh đệ. Lão gia tử lần này cực kỳ tức giận, như con sóng cuồn cuộn rít gào không dứt, thần tình rất kích động, đầy một bụng tức giận. Đại tướng quân Độc Cô Vô Địch đồng dạng cũng giận không thể kiềm chế nổi. Nữ nhân tiểu nghệ thật là vất vả mới kiếm được một lang quân như ý. Trong khoảng thời gian này xem ra Quân Mặt Tà cũng là nhân trung long phượng. Độc Cô Vô Địch tuy rằng lộ vẻ không vừa ý nhưng mà trong lòng chấp nhận từ lâu rồi. Huống chi nữ nhân nhà của mình chính là ôm cái bụng lớn nghênh ngang qua cửa thành. Ngoại trừ Quân Mặt Tà có nhà nào mà dám rước đâu. Một phen gây sức ép thật là vất vả mới làm thỏa đáng cái chuyện này. Cha vợ là ta đang ở một bên cao hứng phấn chấn uống rượu, hơn nữa Quân Mặt Tà còn đáp ứng trị liệu vết thương cũ của lão cha. Điều này đối với Độc Cô Thế Gia mà nói quả thật là song hỷ lâm môn, niềm vui nối tiếp niềm vui. Hết lần này tới lần khác, trong thời khắc mấu chốt, vị cháu trai của phu nhân có âm mưu đem nữ tế tương lai đẩy xuống hố phân, còn bà nó. Độc Cô Vô Địch quả thật không thể tưởng tượng được. Phụ tử hai người gào rống cho một hồi, chỉ thấy nội viện đại loạn, một đội quân tóc dài xếp thành hàng đi ra. Sáng sớm ông cháu các ngươi phát điên cái gì vậy? Cũng là lão phu nhân lên tiếng chất vấn đầu tiên. Lão tử hôm nay không chỉ nổi điên đâu, còn muốn giết người đó. Độc Cô Tung Hoành nhảy dựng lên mắng. Cái gì vậy? Lão phu nhân trừng mắt, đang muốn phát quả. Đột nhiên phía sau xuất hiện một phụ nhân ăn mặc đẹp đẽ quý phái, gương mặt thanh tú giọt tới, vẻ mặt kinh hoàng. Tiểu Lưu, ngươi làm sao vậy? Tại sao mà ngươi nằm trên đất vậy? Kêu nửa ngày, vẫn không thấy Hoàng Thư Lưu hôn mê bất tỉnh, nàng ta không khỏi kinh hoàng ngẩng đầu lên hỏi. Lão gia, có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra hả? Hỏi cháu của ngươi đi. Hoàng gia các người, hoặc giáo dục tốt quá,
bản thân của ta thật là không nghĩ tới, hoàng gia các ngươi không ngờ âm mưu thâm sâu như vậy, hảo tâm kế mà. Độc Cô Vô Địch dùng tay chém một phát vào không khí, khuôn mặt lạnh lùng hiện ra. Quân Mặt Tà nhìn thấy mọi người một nhà đã tranh cãi ầm ĩ, cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Hơn nữa thủy chung chính mình vẫn còn là ngoại nhân, cho nên hắn đành nhấc chân đi ra ngoài. Mới đi được hai bước đột nhiên dừng lại, xoay người chỉ tay xuống chỗ của Hoàng Thư Lưu đang nằm dưới đất nói: người này tại chỗ này xem như là cấp cho Độc Cô Thế Gia mặt mũi, ta sẽ không đích thân động thủ, nhưng hắn nhất định phải chết. Chuyện này tuyệt đối không thể thương lượng, nếu như hoàng gia có gì không phục, ta Quân Mặt Tà nguyện ý cùng bọn họ lý luận. Hắn không nên hãm hại huynh đệ của ta, ta mặc kệ trước kia hắn có làm chuyện gì cũng không quản, lúc trước hắn có hay không thiện lương trung hậu, nhưng mà chỉ cần chuyện hôm nay, hắn tội muôn lần chết không thể thoát. Huynh đệ của ta ai dám làm nhục Thiên Hương cũng không được, mặt khác ta cũng chưa biết mập mạp trả hậu lễ này như thế nào. Như thế nào để mà xử hoàng gia, ta không đoán được tâm tư của hắn, nhưng mà ta hoàn toàn ủng hộ hắn, lời của ta chỉ có thế. Khẩu khí lạnh lùng, băng hàn lạnh khóc, hắn thản nhiên nói một câu giống như quân vương ở trên cao, tuyên bố tuyệt sát lệnh đối với một người vậy. Ai cũng không nhìn thấy, theo ngón tay của hắn chỉ ra, một đạo chỉ khí vô hình, vô ảnh, vô thanh, vô tức, xuyên thấu đến đầu của Hoàng Cư Lưu. Ngay cả Độc Cô Thế Gia bây giờ muốn làm việc theo tình riêng, người này cũng tuyệt không nhìn được ánh sáng mặt trời ngày mai. Không có chừa đường lui, một điểm đường lui không chừa. Ta sẽ không cấp cho cừu nhân của ta một chút cơ hội hy vọng, đừng có lên tiếng phản kháng, cừu nhân của huynh đệ ta cũng vậy thôi. Nói xong mấy câu đó, Quân Mặt Tà lạnh lùng đi thẳng về phía trước. Phàm chỗ nào mà hắn đi qua, mọi người không tự chủ được nhường được. Chậm đã, vị nhị phu nhân này lạnh mặt đứng lên. Quân công tử, ngươi là hôn phu tương lai của nha đầu Tiểu Nghệ, mọi người cũng không coi là người ngoài. Xin hỏi cháu ta như thế nào đắc tội với ngươi, tại sao ngươi muốn đưa hắn vào chỗ chết? Ngươi nên cho ta một lời giải thích đi. Quân Mặt Tà chưa có đi xa, thản nhiên nói, hắn như thế nào đắc tội với ta, ngươi hỏi Độc Cô Đại Tướng Quân sẽ rõ. Hôm nay nếu không phải ở trong Độc Cô Thế Gia, nếu không phải bởi vì có Độc Cô Thế Gia thì hoàng gia sau lúc mặt trời lặn ngày hôm nay thì chó gà cũng không còn. Quân Mặt Tà nắm chặt hai tay lạnh không nói, ngươi thật sự là may mắn. Nói xong Quân Mặt Tà không thèm để ý, cứ vậy mà đi, bất kể là ai, đừng ai động đến huynh đệ của ta, động đến phải trả một cái giá cực đắt. Cái giá phải trả khó có thể gánh nổi rồi. Nhị phu nhân còn đang muốn nói điều gì, Độc Cô Đại Tướng Quân đi đến, tán cho một cái bạc tai rồi mắng to. Người tiện nhân này vẫn còn dám dây dưa sao? Mặt mũi của Độc Cô gia đều đã bị hủy hoại hết rồi. Không cần phải nói, lúc trước tiện nhân ngươi gả cho lão tử, mục đích khẳng định cũng không đơn thuần như vậy chứ. Nhị phu nhân cũng là người thông tuệ, chỉ trong chốc lát liền đoán được từ đầu đến cuối cục diện trước mắt, lại thêm cái tác của đại tướng quân, cho nên được khai sáng rồi. Quân Mặt Tà, Quân đại thiếu gia, ta thỉnh cầu ngươi, ngươi buông tha điệp nhi của ta đi. Nhị phu nhân khóc lóc thảm thiết, trong lúc nhất thời không nghĩ ra lý do gì để cầu xin. Một mặt là quân gia này tiền bạc đồ vật đều không để trong mắt. Nhị phu nhân suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết của gia tộc, liều lĩnh kêu lên, quân công tử, quân công tử, hoàng gia cũng có một vị tổ tông đang ở Huyết Hải Vô Biên. Huyết Hải Vô Biên sao? Đã đi được khá xa, Quân Mặt Tà dừng lại một chút, chậm rãi nói, chỉ cần hắn động đến huynh đệ của ta, cha hắn có là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có tác dụng đâu. Rốt cuộc hắn không để ý nữa, tiếp tục bước đi. Người tiện nhân này không biết biến nhanh về phòng cho lão tử đi, ở chỗ này càng làm cho người ta thêm bẻ mặt đó, lăn trở về phòng nghiền ngẫm lỗi lầm đi, mau biến. Độc Cô Vô Địch lớn tiếng mắng chửi, ở trong nội tâm của hắn vẫn tương đối sủng ái cái vị nhị phu nhân này, bởi vậy mới đáp ứng yêu cầu của nhị phu nhân, để điệt nhi của nàng ở trong nhà tiếp xúc mà không thông qua mình, trực tiếp hướng lão gia tử phu nhân cầu thân cũng không có truy cứu.
Độc Cô Tung Hoành lão gia tử sạm mặt đi lên an bài, đột nhiên quát lớn với nhi tử của mình: "Tiểu tử ngươi cũng là một tên hỗn đản, không quản nữ nhân của mình cho tốt, khóc sướt mướt như vậy còn ra thể thống cái gì nữa. Độc Cô Hào, nhanh đưa mẫu thân của ngươi về phòng đi. Độc Cô Vô Địch, hỗn trướng của ngươi còn ở đây làm cái gì, còn không đến để mà xem đường nguyên sao?" Nói xong câu cuối, lão gia tử tựa hồ tức giận dậm chân bình bịch. Độc Cô Vô Địch nhất thời tỉnh ngộ, nói đến cùng thì cái chuyện mấu chốt không xảy ra trên người của Quân Mặt Tà, cũng không trên người của Độc Cô Thế Gia, mấu chốt trên người của Đường Nguyên. Quân Mặt Tà thứ nhất là vì danh dự của Đường Nguyên, thứ hai cũng là vì Độc Cô Thế Gia mà suy nghĩ. Dù sao hai nhà bây giờ tương lai quan hệ sẽ là thông gia. Mấu chốt chính là Đường Nguyên, việc này nếu có thể che đậy xuống, tất nhiên sẽ là đại cát. Nếu như không thể hoàn toàn thu xếp được, trăm triệu lần không thể để lọt ra ngoài. Bất quá thông qua chuyện này, phụ tử hai người đều minh bạch. Tin tức thời gian vừa qua, Quân Mặt Tà giết chết Mai Cao Tiết cùng với Khổng Lệnh Dương, Độc Cô Tung Hoành lão gia tử từng có nhận xét một câu: Quân Mặt Tà người này tâm ngoan thủ lạc, làm việc sát phạt quyết đoán, quả nhiên là một đại nhân vật. Sau này vô luận kẻ nào không thể chọc tới nữ nhân của hắn, người nhà của hắn đó. Nữ nhân của Quân Mặt Tà, người nhà của Quân Mặt Tà không thể nghi ngờ chính là nghịch lân của hắn. Long có nghịch lân, tức là rồng có dãy ngược, chạm vào thì bị tức giận, giận dữ thì đổ máu 3.000 dặm đó. Hiện giờ xem ra có thể hiểu được một phần, trừ bỏ người nhà, nữ nhân quán cũng không thể động đến huynh đệ của Quân Mặt Tà, nhất là những người được hắn coi là huynh đệ cũng không được. Vị huynh đệ tuy đây là lần đầu tiên đến nhà của nhạc vụ tương lai uống rượu, còn dám làm ra cái chuyện ầm ĩ, hoàn toàn không lưu lại cho Độc Cô Thế Gia một chút mặt mũi. Đáng tiếc, hai phụ tử này xem nhẹ một chuyện khác, một chuyện cực kỳ trọng yếu, hoặc là hai người bọn họ đánh giá rất cao phân lượng nhà của mình, coi như đại thiếu đồng ý không truy cứu, mập mạp đồng ý không truy cứu sao? Tiền có thể sai khiến quỷ, cũng có thể thông thiên. Có tiền ở tuyệt đại đa số tình huống chính là dạng năng. Lấy bản thân của mập mạp và gia tộc hiện giờ, thân phận là tài thần mới nổi kinh thành, chuyện này có thể đơn giản như vậy sao? Nhìn một chút, sáu tôn tử đang bận rộn, Độc Cô lão gia tử thở dài một tiếng thấp giọng nói: "Việc của Độc Cô tiểu nghệ ta bỏ hết tâm ý rồi. Trong tương lai nếu như các ngươi cũng có thể kết làm huynh đệ với Quân Mặt Tà, như vậy sẽ làm cho lão phu yên tâm đó." Độc Cô lão gia tử nói những lời này âm thanh rất nhẹ, huynh đệ sáu người không nghe rõ, ào ào nghiêng lỗ tai đến hỏi: "Gia gia, cái gì? Gia gia nói cái gì?" "Không có gì, nhanh chóng đem tiểu tử này đá văng cho chó ăn đi. Thấy cái tên tiểu tử này, lão tử càng thêm phiền lòng đó." Độc Cô Tung Hoành nhất thời có một chút mất hứng. Quân Mặt Tà náo loạn như vậy, thế nhưng chính mình hoàn toàn không thể tỏ ý tứ tức giận được. Nam nhi phải như thế chứ. Vì huynh đệ không sợ trời xanh, đây mới là nam nhi tâm quyết, nam nhi nghĩa khí. Độc Cô Tung Hoành lão gia tử nhớ tới câu nói cuối cùng của Quân Mặt Tà: "Quyết hải vô biên sao? Chỉ cần hắn động đến huynh đệ của ta, cha hắn có là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có tác dụng gì." "Ồ, thật là một tiểu tử cuồng vọng nghe, thật là một tiểu tử đáng yêu à. Trước đây tại sao ta lại cho hắn là một cái loại quần là áo lụa cơ chứ?" Lão gia tử lắc đầu trầm tư khó giải. "Chẳng lẽ ta già cho nên hồ đồ sao? Già già thật sự giết sao?" Độc Cô Kiệt khổ sở ngẩng đầu hỏi. Hắn xưa nay cùng với lão tam Độc Cô Hào thân thiết, cùng với bà con xa này có một chút quen biết, nhiều ít có một chút không đành lòng hạ thủ. "Giết, lập tức động thủ đi." Độc Cô Tung Hoành trong mắt hiện lên một vẻ tàn nhẫn nặng nề nói tiếp: "Đây là quân lệnh." Sáu người đồng thời đứng dậy nghiêm trang nói: "Tuân mệnh." Độc Cô Vô Địch đã đi được một lúc, Đường Nguyên còn chưa có tỉnh dậy, vẫn còn đang ngáy khò khò rung trời. Quân Mặt Tà thấy hắn tiến vào, biết ngay có ý định gì nói: "Đường Nguyên ngày hôm qua uống không ít, cũng không nhất định có thể nhớ được, như thế là càng tốt." Độc Cô Vô Địch thở dài một hơi, gương mặt đen có một chút hồng lên,
ho khan vài tiếng mới nói, việc này chính là, thật sự là, quân mặt ta vô cùng kinh ngạc cười cười, không thể tưởng tượng được cái vị đại lão thô lỗ này có thể cất lời xin lỗi chứ. Yên tâm, nếu mà Đường Nguyên còn nhớ rõ, ta cũng sẽ dặn dò hắn, không cho hắn nói ra. Được, vậy thì quá tốt rồi. Độc Cô Vô Địch lao mồ hôi, lúc này mới tới hỏi, chẳng lẽ cái việc này Đường Nguyên căn bản không phải nhờ ngươi làm chủ sao? Không phải là hắn đã chạy tới để mà nhờ ngươi ra mặt sao? Huynh đệ với nhau quý ở chỗ tình cảm, nếu ta chờ tới khi mà huynh đệ nhờ tới mới đi làm, vậy thì còn gọi là huynh đệ sao? Coi như là huynh đệ sao? Quân Mặt Tà thản nhiên cười cười, mà cái mục tiêu của tiểu tử đó chính là ta, Đường Nguyên phải gánh thay thôi, dính phải cái chiêu tai bay giả gió này, nếu mà ta vẫn thờ ơ, đây cũng không phải gọi là huynh đệ nữa. Quân Mặt Tà mỉm cười, ánh mắt nhìn Đường Nguyên đang ngủ say sưa, quay đầu nhìn ra cửa sổ, lạnh nhạt nói, chuyện của huynh đệ vốn là chuyện của ta. Đến bây giờ, Độc Cô Vô Địch vẫn nhớ rõ, Quân Vô Hối lúc mà nói chuyện, đang đứng trên đỉnh núi, ngạo nghễ hướng lên trời cao, mây bay trùng điệp, khẩu khí hững hờ, nhưng mà ẩn chứa thật sâu tình huynh đệ. Đó là lời tha rằng nghịch thiên cũng không hối hận. Huynh đệ, đây là hai từ thần thánh. Một câu nói thôi làm cho Độc Cô Vô Địch khắc ghi cả đời. Hiện giờ Quân Mặt Tà cũng nói những lời này, trên mặt lộ ra phong phạm, khẩu khí hững hờ, cũng tâm tính kiên quyết, giống nhau như đúc, độc nhất vô nhị luôn, thậm chí nhìn nghiêng từ bên cạnh lại, căn bản giống như là Quân Vô Hối đang nói chuyện vậy, ngay cả ánh mắt cũng giống nhau như đúc. Các bạn vừa nghe xong tập 111, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.